Mình tên là Võ Ngọc Hiên Duy, năm nay mình học lớp 2. Bài điểm về mình là tự tin sáng tạo thông minh. Xin mừng mọi người cùng vũ khí mình. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thông điệp 5T là phát về chống dịch. Thông điệp 5T gồm có 5 ý là tuân thủ nghiêm 5K, thực phẩm, thầy thuốc, test Covid, tiêm chủng. Tuân thủ nghiêm 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tập trung, khai báo y tế. Chúng ta phải tuân thủ 5K trong mọi lúc mọi nơi. Khẩu trang là phải đeo thường xuyên đông người, ở nơi đông người, ở cơ sở y tế, ở khu cách ly. Khử khuẩn là phải rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa vật dụng. Khoảng cách là phải giữ khoảng cách 2 mét, không tụ tập đông người, ai ở đâu ở đấy. Khai báo y tế ở phường, xã hoặc trên ứng dụng nCoV, Bluezone. Thực phẩm phải đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp lương thực tại nhà, quan tâm đặc biệt gia đình có người bệnh, hoàn cảnh khó khăn, dễ tổn thương là người có bầu, ở nhà trọ, người lớn tuổi, con nhỏ. Thầy thuốc thì phải đến tận gia, y tế lưu động, thuốc cung cấp đầy đủ, test Covid toàn dân, nguy cơ cao, hướng dẫn tự test, nguy cơ cao phải ở vùng đỏ, vùng cam, tiêm chủng tại trạm y tế, ở phường, xã, điểm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm. Con cảm ơn thầy Nguyễn Thu Phong và các thầy cô học viện Tâm Trí Lực đã tổ chức cuộc thi này cho con xin chơi cùng với các bạn.